Suy niệm Chúa Nhật thứ ba sau Phục sinh, năm C. Bài của linh mục Joseph tại Di truyền. Xin cho con nhận ra Chúa là con người dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng có lúc yếu đuối, thất vọng, muốn buông xuôi mọi sự. Dù đam mê tự do đến đâu cũng có lúc cảm thấy cô đơn, lạc lõng, chơ vơ giữa dòng đời. Và sau những dọc dài cuộc sống vì miếng cơm manh áo, sẽ có ngày một mình đối diện với đủ thứ khó khăn của thế giới này. Ta cũng cần lắm một bờ vai rộng, một bàn tay ấm, một sự cảm thông và khích lệ để cho ta niềm tin, nghị lực vươn lên. Như ai đó đã viết rằng, mình chỉ cần một ai đó gọi tên giữa cuộc đời. Trong giấc mơ, dù chỉ là thoáng qua cũng có hình ảnh mình trong đó. Dù biết sẽ trải qua những tháng ngày khó khăn chưa rõ, người vẫn tin sẽ có mình ở đó, đứng đợi người. Mình chỉ cần một ai đó lắng nghe mình kể hết những câu chuyện cười, rồi vụt đầu vào vai ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Nghe mình lải nhải đâu đâu, từ bình minh đến hoàng hôn chạng vạng, người vẫn thấy ở bên mình là đáng, chẳng hối hận điều gì. Mình chỉ cần một người làm cho những vết xước trong tim mình quên đi. Đức Thánh Cha Francisco với trái tim của người cha cũng rất muốn đến với đất nước Ukraine đang chìm trong bể khổ của chiến tranh để an ủi, chia sẻ và cầu nguyện cho họ sớm bình an. Trước đó, vào ngày 26 tháng 3, 2022, Đức Hồng Y Koran Darivsky, chánh sở từ thiện của Tòa Thánh, đến Ukraine thay mặt Đức Thánh Cha để gần những người đang đau khổ và mang lại cho họ sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng, để nói với họ rằng Ngài yêu thương họ và cầu nguyện với họ vì lời cầu nguyện cũng có thể ngăn chặn chiến tranh. Chúa Giêsu sau khi phục sinh dường như vẫn luôn hiện diện đồng hành thật gần gũi với các môn đệ và với những người thân quen để nâng đỡ, cảm thông và khích lệ họ sống và làm chứng cho Chúa phục sinh. Có khi Ngài đến với họ như một người làm vườn để thăm hỏi, an ủi. Nề bà, sao bà khóc? Gioan chương 20 câu 13. Bà tìm ai? Có khi Ngài hiện diện như người đồng hành với hai môn đệ đi làng Emmaus. Các ông vừa đi vừa nói những chuyện gì vậy? Luca chương 24 câu 17. Và rồi qua sự gần gũi ấy, Chúa Giêsu từng bước dùng Kinh Thánh để soi dẫn cho họ hiểu về những gì đang xảy ra trong mầu nhiệm ân cứu độ. Các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào, Đấng Kitô là chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa Phục sinh hôm nay, Đức Giêsu đã đến bên các tông đồ như một người đồng nghiệp, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và cảm thông. Khi nhận ra bạn hữu mình, suốt đêm ấy họ không bắt được gì cả. Gioan chương 21 câu 3b. Thì Ngài đưa ra kế sách cho họ: anh em hãy tả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Gioan chương 21 câu 6a. Đức Giêsu phục sinh vẫn hiện diện và có đó. Ngài hiện diện một cách rất gần gũi trong cuộc đời của ta khi ta lao động vất vả và nhất là chịu đựng những thất bại. Chúa hiện diện để thông cảm với những khó nhọc của chúng ta và đôi khi Ngài tìm cách để giúp ta tháo gỡ những khúc mắc mà chính ta không tài nào thoát ra được. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa luôn yêu thương để không bao giờ thất vọng về bản thân mình, nhưng luôn đứng dậy làm lại cuộc đời sau những lần vấp ngã. Xin cho chúng ta cũng biết học nơi Chúa để luôn nâng đỡ nhau và cùng dìu nhau đi qua những thăng trầm của dòng đời. Amen. Bài của linh mục Joseph tại Di truyền.